chào mọi người. Được biết là chị em phụ nữ mình sau khi sinh bé sẽ xảy ra tình trạng là tăng cân và thừa mỡ, nhất là ở vùng bụng. Rồi do tính chất công việc của mình ngồi nhiều, ít vận động nên đùi và bắp tay sẽ bị to. Mình cũng vậy, mặc dù đã làm rất là nhiều cách nhưng mà vẫn không cải thiện được, dẫn đến tình trạng là thiếu tự tin khi mặc những chiếc váy ôm body, rồi mất tự tin với đứng trước chồng mình nữa. Thật may mắn khi mà mình được một chị bạn giới thiệu cho bộ sản phẩm giảm cân an toàn Keto Slim, gồm hai sản phẩm, đó là bột cần tây Keto Slim và viên sủi Keto Slim. Thì bây giờ mình sẽ pha thử cho mọi người xem và chỉ mọi người cách dùng và công dụng của hai sản phẩm này như thế nào nha. Mỗi buổi sáng thì mình thường bắt đầu một ngày mới bằng một ly bột cần tây Keto Slim với 150ml nước. Đây, một muỗng ha cả nhà, muỗng bột cần tây với 100ml nước. Thế là chúng ta đã có một ly detox thanh lọc cơ thể, giải độc cơ thể rất là tốt. Mùi vị rất là thơm ngon và dễ uống lắm cả nhà ơi. Chúng ta khuấy đều lên. Bây giờ mình sẽ dùng thử cho mọi người xem luôn nha. Mình sẽ dùng thử nha mọi người. Rất là dễ uống luôn á cả nhà. Chúng ta nhớ là mình dùng trước buổi sáng 30 phút. Thì cơ thể chúng ta sẽ được thanh lọc và đào thải những cái độc tố ra ngoài. Sau đó chúng ta dùng kèm với cái viên sủi Keto Slim này trước buổi trưa và buổi tối 45 phút. Thì một hộp như thế này thì gồm có 12 viên. Thế cả nhà, chúng ta cho vào nước lọc chúng ta mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Khi mà chúng ta dùng song song hai sản phẩm này trong một liệu trình á, thì mình đã giảm được 5-7kg rồi và cảm thấy rất là hài lòng, nên hôm nay nên chia sẻ với cả nhà đây. Thì Keto Slim, cái viên sủi này á, có hương rất là thơm, nhưng mà như một vị nước ép trái cây thôi. Khi mà chúng ta dùng á, sẽ giúp cho chúng ta ngăn cái nguy cơ hấp thụ tinh bột, rồi đốt cháy cái mỡ thừa trong cơ thể của mình nữa, chuyển hóa, giúp tăng quá trình chuyển hóa chất bột thành năng lượng. Đây mình uống thử nha cả nhà. Rất là dễ uống luôn cả nhà ơi, như một món nước ép trái cây uống bình thường hàng ngày thôi. Bộ sản phẩm giảm cân Keto Slim này là ứng dụng theo cái phương pháp Keto của Nhật Bản, giúp thanh lọc cơ thể và giảm cân an toàn và hiệu quả lắm. Thành phần của bột cần tây này á, đây là 100% cần tây tươi nguyên chất từ Nhật Bản nha cả nhà. Rất là dễ uống, được sấy thân hoa, khử trùng, khử mùi 99%, và có công dụng là giảm cân gấp 200 lần so với cần tây tươi luôn. Còn cái sản phẩm viên sủi Keto Slim này á, thành phần của nó là làm từ các loại trà quý hiếm của Nhật Bản, như là trà trắng, trà đen, trà xanh. Trà trắng thì giúp làm tăng cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Trà đen thì có công dụng là giúp chúng ta tấn công các chất mà độc hại trong cơ thể ra ngoài. Còn trà xanh á thì giúp chống quá trình oxy hóa, giúp cho da chúng ta đẹp hơn gấp 200 lần so với mình dùng vitamin E luôn. Đây là sản phẩm mà mình rất là hài lòng và ưng ý. Ngoài thị trường thì có rất là nhiều các sản phẩm giảm cân uy tín và các mẹ đã bỏ ra tốn rất là nhiều tiền để sử dụng nhưng không thấy hiệu quả. Mình thật may mắn khi mà biết đến bộ sản phẩm giảm cân an toàn Keto Slim này. Rất cảm ơn Keto Slim đã giúp cho chị em phụ nữ mình tự tin hơn để diện váy đầm body quyến rũ trong dịp Tết này. Hẹn gặp lại mọi người trong clip chia sẻ kỳ tới nhé. Chào tạm biệt mọi người.